Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mitsubishi Granite 2005 đến 2009. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về cái thân Granite này. Trước tiên là về lốc thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhé. Lốc được lai bản Sekura là bản 6BK. Lốc điều khiển 100% là buôn điện này. Đây là cái cảm biến báo bụng đưa đến hộp S hộp điều khiển của tức là hộp ECU của hệ thống. Với cái dòng lốc này thì nó bắt vào với phần động cơ qua 4 chân, 2 chân trên và 2 chân dưới. Phía mặt trên bích của lốc này, chúng ta sẽ nhìn sơ qua thì nó rất là dễ nhầm lẫn với cả cái lốc điều hòa của Toyota Camry. Nhưng mà chúng ta cùng nhìn sơ qua nhé. Thì dòng này này, cái chân lốc của nó này thì khá là sát. Nó thân lốc sử dụng 100% là dạng thân của Denso. Điện áp là 12V và rắc ra nguồn điện của nó là dạng 3. Đây chúng ta cùng nhìn nhé. Một mặt bích cao, một mặt bích hạ. Đây là 4 chân chúng ta sẽ bắt xuyên vào lốc máy này. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua lốc nhé. Đó. Đây, lốc được lắp ghép với nhau qua 4 phần thân, một phần đầu, hai phần giữa và một phần đuôi xuyên suốt qua thân từ đầu đến cuối là một con ốc dài. Đó. Đây. Anh em cùng nhìn nhé. Cái dòng ga để sử dụng cho hệ thống điều hòa này thì nó sẽ là ga R134 và dầu lạnh của nó thì vẫn là dầu 134 rồi. Đó. Thì em vừa giới thiệu sơ qua mọi người cái sản phẩm đó chính là cái lốc điều hòa của Mitsubishi Granite. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Tư vấn hỗ trợ thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.